Ăn món này đi con. Dạ con cảm ơn bác. Trung nó nấu đó. Con không ngờ anh Trung cũng biết nấu ăn nữa. Ừ, thời buổi bây giờ á, có mấy người đàn ông mà biết nấu ăn đâu chứ. Không phải là đàn ông không biết nấu ăn đâu mẹ. Chẳng qua là tại họ bận đi kiếm tiền cho nên không có thời gian để nấu ăn thôi. Chẳng phải con vừa biết nấu ăn vừa biết kiếm tiền đó sao? Con à, con mà được làm vợ Trung á là nhất đó nghe. Mẹ. Ừ. Mẹ nói sai sao? Chẳng phải cũng đến lúc cũng nên lấy vợ rồi sao? Oanh á là người thích hợp và xứng đáng với con nhất. Mẹ đã chọn Oanh rồi, con không cãi lời mẹ nữa. Mẹ, sao mẹ vô lý vậy? Cưới ai là quyền của con có quyền quyết định. Oanh còn chưa lên tiếng nữa mà. Biết cậu có chịu con không? Sao lúc nào mẹ cũng ép buộc người khác hết vậy? Nè, Trung, mẹ đang nói chuyện với con mà con làm cái thái độ vậy đó hả? Thôi, ăn đi con. Dạ. Anh vô nhà uống ly nước rồi hãy về nha. À, thôi để hôm khác nha. Giờ cũng muộn rồi. Thôi em vào nghỉ sớm đi. Ừ. Anh Trung nè, hôm nay bác gái nói như vậy anh đừng có để bụng nha. Bác gái cũng chỉ vì lo cho anh quá thôi. Anh xin lỗi, lúc nãy anh nổi nóng quá. Em cũng đừng để bụng nha. Vậy em vô nhà nha. Anh về cẩn thận. Anh đi. Alo, anh nghe nè. Em gọi điện thoại để hỏi xem anh đã về nhà chưa. Anh về nhà rồi. Anh về nhà là em an tâm rồi. Vậy anh ngủ sớm đi nha. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh. Em cũng ngủ sớm đi nha. Dạ, chúc anh ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Chú Ba ra ngoài hả? Em tới chi nhánh của công ty. Sứa, con chào chú Ba kìa. Con chào chú Ba. Bé Sứa ngoan, ở nhà với mẹ nha con. Chú Ba đi làm. Dạ. Em đi làm hả chị? Cẩn thận con. Alo, tôi nghe. Dạ thưa chú, lô mực bột nắng của chúng ta vừa xảy ra sự cố chú ơi. Sao? Được rồi,
ở đó đợi. Cứ ở đó đợi tôi, tôi sẽ tới ngay. Là lô hàng này sao? Dạ, lô hàng này vừa mới phơi xong là được đem đi đóng gói theo đúng quy trình, nhưng không biết vì sao nó lại bị móc. Cậu đã cho thêm người đi xem xét các lô hàng khác đóng gói cùng thời điểm chưa? Dạ chưa thưa chú. Công nhân vừa báo cho cháu biết là lô mực này á đã đóng gói rồi mà bị ẩm móc. Cháu liền báo cho chú biết liền mà. Khi cậu đi kiểm tra, vậy cậu có phát hiện ra gì khác lạ trong quy trình phơi mực không? Tôi đang kiểm tra quy trình và ghi chép về lô hàng, thấy không có gì lạ. Mực được sản xuất và phơi theo đúng quy trình, nên theo tôi nghĩ mực bị móc là do cậu đóng gói. Cậu cho gom hết tất cả các sản phẩm mực bột nắng của lô hàng này lại hết cho tôi. Tôi sẽ đích thân đi kiểm tra xem nguyên nhân á vì sao lại xảy ra sự cố này. Dạ. Lâu nay Hoàng Khang làm ăn uy tín và có tên tuổi. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với anh. Phải nói là chúng tôi rất vinh hạnh. Cảm ơn anh. Công ty của chúng tôi làm ăn dựa trên uy tín là chính. Cũng may là nhờ sự tin tưởng của khách hàng và các đối tác, cho nên công ty chúng tôi mới tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. À, bây giờ thế này, công ty chúng tôi sẽ giao hàng cho công ty của anh. Thời hạn là 6 tháng. Phương thức thanh toán là gói đầu 50%. Anh thấy sao? Ok, làm việc với anh thật là may mắn, chúng tôi rất thích. Vô. Anh cứ nghe điện thoại. Xin lỗi à. Alo, anh nghe đi. Mình không cãi nhau nữa nha anh. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Em à, anh đang bận lắm. Anh sẽ nói chuyện với em sau nha. Vậy là coi như anh đã đồng ý. Chúng ta ký hợp đồng luôn nha. Ok, chúng ta ký luôn đi. Anh xem qua đi. Tôi đang buồn. Sao vậy? Tôi muốn tâm sự một chút. Ừ, có gì bà nói đi. Mà có chuyện gì xảy ra với bà vậy? Tôi hả? Có chồng. Cũng như là không có chồng vậy đó. Sao vậy? Tôi thấy ảnh tốt lắm mà. Sao bà không nói chuyện với ảnh? Nói gì nữa? Sao? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Ổng đâu có nhớ gì đâu. Ổng chỉ biết lo công việc.
ngày qua ngày, tình cảm của vợ chồng tôi ngày càng nguội lạnh. Vậy thôi, tôi thấy bà nói chuyện với anh đi, rồi hai vợ chồng á thu xếp đi đâu hanh nóng tình cảm lại. Bà thấy được không? Tôi chán lắm rồi, tôi mệt mỏi tinh thần lắm luôn á. Bà mới nói với ảnh. Em sao vậy? Sao em lại khóc? Thôi đi, anh đừng có tỏ ra vẻ quan tâm tôi nữa. Suốt ngày anh chỉ có công việc, công việc. Anh đứng coi gia đình này là cái gì hả? Nhưng mà nói anh nghe đi, đã xảy ra chuyện gì? Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Anh có biết là em chuẩn bị mọi thứ không? Em đã đặt nhà hàng, trang điểm thật đẹp để dành sự bất ngờ cho anh đó. Vì mà anh nở lòng nào anh quên, em gọi điện thoại thì anh nói là bận với khách hàng. Em thực sự là em rất thất vọng với anh đó. Tụi mình ly thân đi. Em muốn xem lại tình cảm của mình. Anh đã quá bận rộn với công việc rồi, em đừng có đòi hỏi này nọ với anh nữa được không? Đúng là ngày hôm nay anh sai, nhưng không phải vì lý do này mà em đòi ly thân với anh. Anh không đồng ý. Anh nghĩ là chúng ta nên bình tĩnh lại. Mình sẽ nói chuyện này sao? Chết rồi, mấy bữa nay á em quên không tưới nước cho mấy chậu hoa đá này, không biết nó còn sống hay không nữa. Em yên tâm đi, hoa đá nó không dễ chết vậy đâu, dù em có để cả tháng không tưới nước nó vẫn sống. Thiệt vậy hả chị? Ừ, nếu vậy á để em mang về bên kia tiện thể chăm sóc cho nó luôn. Mấy nay bển có chuyện gì vui không em? Em có gặp khó khăn gì không? Dạ khó khăn á thì cũng không có khó khăn gì, em chỉ dọn dẹp và chăm sóc bé Sứa thôi. Ừ, nhưng mà có chuyện gì em cũng không biết nữa. Em thấy mọi người trong nhà dạo này sao sao á. Sao sao là sao? Em nói chị không hiểu gì hết á. Có vẻ như những mối quan hệ trong gia đình càng ngày càng khó hiểu. Anh Danh á hay nhậu xỉn đi về trễ đã đành, còn chị Khanh dạo này cũng hay về trễ lắm. Rồi hai vợ chồng lại còn to tiếng với nhau nữa. Còn anh Hải thì lúc nào cũng khó hiểu, lúc ẩn lúc hiện. Mà em thấy dạo này anh Hải với chị Khanh á thân thiết với nhau lắm. Mỗi lần hai người nói chuyện em thấy giống như là... Thôi thôi, em không nói nữa. Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên đang kể rồi ngắt ngang vậy cô? Thì không còn gì để kể nữa mà. Thôi, em đi sau nhà chăm sóc mấy chậu hoa nha chị.
Wow, hôm nay vợ tôi đẹp quá vậy ta. Đẹp giống như là minh tinh bằng bạc vậy đó. Alo, chị Thảo hả? Em nè, em có gọi cho chị mấy lần mà không lần nào em được gặp chị hết. Chị cũng trông em quá trời luôn à. Mà bình thường có ba ở nhà, ba đâu có cho chị với mẹ nghe điện thoại đâu. Ba sợ mọi người liên lạc với em đó. Ba còn giận em lắm hả chị? Ừ, ba còn giận. Chị ơi, em nhớ bé Bông quá à. Chị cho em gặp nó một chút đi chị. Được rồi, chờ chị chút xíu nha. Bé Bông à. Dạ. Lên đây, mẹ có chuyện này muốn nói cho con nghe nè. Mẹ Lan muốn nói chuyện với con nè. Mẹ đi đâu mà mẹ không về với Bông? Bông nhớ mẹ lắm. Mẹ về với Bông nha, Bông nhớ mẹ lắm. Bông, Bông hả con? Mẹ cũng nhớ Bông lắm Bông ơi. Mẹ nói mẹ thương Bông, sao mẹ không về với Bông? Mẹ không thương Bông, Bông không nói chuyện với mẹ nữa đâu. Bông, Bông ơi, Bông. Em hả? Chị hả? Chị ơi, chị vô chị dỗ con bé giùm em nha. Chị nói với nó là em thương nó lắm. Lúc nào em cũng muốn ở bên cạnh nó hết nha chị. Thôi được rồi, em cứ yên tâm, để chị nói chuyện với nó. Hình như ba về. Chị có máy nha. Chị em đi liên lạc với nhau sau nha. Dạ dạ. Cô Lan. Dạ. Có ai về chưa? Dạ, vợ chồng anh Danh đi tiệc, còn anh Hải vẫn chưa về chú. À, chú ơi, cháu hâm lại cơm canh, chú lên thay đồ xong rồi xuống ăn nha chú. Em biết rồi, em nhớ rồi mà. Thiệt không đó, em không có tin anh đâu. Nói vậy thôi em tin anh mà. Em cũng nhớ anh lắm. Nhưng mà hôm nay không được đâu. Có gì nhắn tin sau nha. Em làm gì ngoài này mà lâu vậy? Ở trong ngột quá.
Em muốn ra đây hít thở không khí. Ai vừa gọi điện thoại cho em đó? Dì Hai. Dì Hai. Dì Hai làm gì gọi cho em giờ này? Sao gì anh cũng hỏi vậy? Anh điều tra em á hả? Đây là việc riêng của em, anh đừng có quan tâm tới. Nhưng mà anh là chồng của em, anh phải biết. Em nói đi, ai vừa gọi điện thoại cho em? Anh coi mình có xứng đáng là chồng không? Anh có lo lắng hay là quan tâm tới tôi không? Hay là lấy danh nghĩa là chồng á, rồi muốn truy hỏi cái gì là truy hỏi? Thay vào đó, tại sao anh không biết quan tâm đến tôi, chăm sóc tôi tốt hơn? Dạ, cháu mời chú. Cô Lan. Dạ. Lên kêu bé Sứa xuống ăn chung với tôi luôn. Dạ, cháu cho bé Sứa ăn cơm trước rồi. Chút nữa cháu cho bé uống sữa rồi mới đi ngủ chú. Cô Lan. Dạ. Dọn đi. Dạ. Em nói cần phòng tắm gấp mà, sao không vô đi? Anh không cần phải nhắc. Dạo này hay nhắn tin, không biết cô ấy nhắn tin cho ai nữa. Rõ ràng nhìn thấy cô ấy ngồi nhắn tin suốt, sao bây giờ không thấy tin nhắn nào hết vậy? Phải có bí mật gì mới xóa hết tin nhắn và số điện thoại thế này? Mình có đang nghi quá không ta? Chị, mấy bữa chị về quê á, em ở đây nhiều việc quá chừng luôn. May á, mà bữa nay chị lên rồi. Cũng nhờ có em phụ á, chị mới yên tâm về nhà lo chuyện gia đình. Dạ. Ủa chị, công việc chị sao rồi? Giải quyết được không? Xong rồi. Nhờ ông chủ giúp nên mọi chuyện ổn hết rồi. Vậy em giao gian bếp này lại cho chị. Để em giờ tiệm hoa, em phụ chị bảy. Chứ bữa giờ không phụ chị được hết trơn. Em đi đi, yên tâm. Để bếp lại cho chị. Vậy em đi nha. Cảm ơn chị.
À, anh Danh, à, bữa nay anh về sớm vậy? Ừ, con xong việc rồi hả? Dạ, dạ, em xong rồi. Thôi em xin phép anh ạ, em đi về. Ừ. Không biết chị Khanh và anh Hải có còn trong giường không? Có nghe kịp không? Lô hàng mật một nắng bị nắm móc đó, cậu đã điều tra rõ nguyên nhân chưa? Dạ đúng như chú nói, nguyên nhân dẫn đến vụ này là do khâu bảo quản và gia vị ướp mật á đã quá hạn sử dụng. Sao lại để sự việc này xảy ra vậy được chứ? Ai là người chịu trách nhiệm quản lý nguyên liệu? Đáng lẽ lô hàng kém chất lượng như vậy chúng ta đã thanh lý từ lâu, nhưng không ngờ tại sao lại sót lại một thùng. Cháu sẽ tìm hiểu nguyên nhân và tìm ra người dẫn đến hậu quả này. Khoan, hãy tính đến chuyện chi cứu trách nhiệm cho ai. Trước hết phải nhanh chóng tìm cách giải quyết lô hàng này đã. Cậu, dạ, cho người mang toàn bộ lô hàng bị nắm móc bán hết cho công ty thức ăn gia súc hết đi. Cái gì? Bán hết cho công ty thức ăn gia súc? Ừ. Chú ơi, nếu mà như vậy công ty sẽ thất thoát một số tiền rất là lớn. Cháu có cách này. Ừ, chú coi coi có được hay không nha. Không phải mình lấy lô hàng nắm mốc đó đem ra rửa đi rồi sấy khô trở lại, sau đó chúng ta đóng gói bán rẻ lại cho khách hàng, chú thấy sao? Không được, đây là mực bột nắng, trong thịt vẫn còn giữ nước. Nếu làm như lời cậu nói, mực sẽ bị sinh ôi và thịt sẽ bị bở đi. Đây là sản phẩm kém chất lượng, không thể làm thức ăn cho người được. Cứ làm theo lời tôi nói, Hoàng Khang tuyệt đối không bán hàng kém chất lượng cho khách hàng. Dạ, cháu sẽ đi làm ngay. Dạ, nếu không còn chuyện gì, cháu xin phép ra ngoài. Alo, anh Danh hả? Em Cường nè. Dạ, em mới từ trong phòng chú đi ra. Dạ. Rồi, bây giờ chào tạm biệt chị Sứa nè. Chào tạm biệt chị Sứa nha. Bông sẽ đi học thiệt là ngoan. Bye bye chị Sứa. Chị Sứa ơi, Bông đã đi học về rồi đây. Chị Sứa ở nhà có vui không? Ừ. Sứa, con sao vậy? Con không muốn chơi búp bê với cô nữa hả? Ba mẹ cứ cãi nhau hoài à, không ai thèm nói chuyện với con hết á. Ba mẹ con á giận nhau một chút thôi rồi sẽ hết ngay mà. Không có đâu, ba mẹ con giận nhau lâu ngày rồi. Hai người giận luôn cả con, không ai thèm nói chuyện với con hết. Không có chuyện đó đâu, ba mẹ con á thương con còn không hết thì làm sao mà giận con được. Với lại bé Sứa là một đứa bé ngoan mà, cho nên mọi người ai cũng thương bé Sứa hết. Có thật không cô? Ừ. Có phải thương á là không ra rầy và không có gắt đúng không cô? Ừ, tất nhiên rồi con. Con biết rồi, mẹ thương chú Hải hơn là ba Danh. Ừ, sao con lại nói vậy? Con thấy á, mẹ nói chuyện với chú ba không có gắt bằng mẹ nói chuyện với ba Danh. Đúng là thất thoát một khoản không nhỏ mà. Alo, tôi nghe đây. Dạ, tôi đi anh Khang. Tôi gọi điện về có làm phiền anh không? À, dạ, không có phiền gì đâu chị. À, có chuyện gì sao? À, chuyện là như vậy. À, sắp tới á, 49 ngày của ông nhà tôi. Nếu anh rảnh á, anh ghé nhà thăm ổng. À, sao chị lại khách sáo vậy chứ?
Tôi mới là người xin lỗi chị nè. Thật ra thời gian gần đây tôi bận nhiều việc quá nên không thể nào ghé thăm chị và cháu được. Thời gian qua nếu mà không nhờ cháu Oanh thì tôi không thể nào gượng dậy được. Tôi chỉ mong sao thằng Trung nó cưới được cô con dâu y như là cháu Oanh vậy đó. Thì tôi vui lắm. Tôi nói như vậy á, không phải nịnh anh đâu. Cảm ơn chị. Tôi hứa sẽ thu xếp thời gian để đến thăm gia đình và thắp nén nhang cho ông bạn già của tôi nữa chứ. Dạ cảm ơn anh. Mẹ con tôi mong anh tới lắm á. Dạ. Bà Thoa tới chơi hả? Trời, sao mặt nhìn khó coi vậy? Có chuyện gì vậy? Thôi, vô nhà đi rồi nói chuyện nha. Bà ngồi đi. Sao? Có chuyện gì? Bà nói tôi nghe coi. Thì cũng tại vì con nhỏ Tiểu Yêu đó đó. Cái con nhỏ ở lại nhà bà đó hả? Vậy chứ còn ai nữa? Khi không đang an lành, tự nhiên đi rước của nợ về nhà vậy à? Thôi, bình tĩnh đi. Rồi mình tìm cách giải quyết. Uống nước đi bà, uống đi. Em coi sắp xếp lại cái hàng giỏ chả này. Dạ. Cho gọn gàng, bắt mắt một chút. Chứ lộn xộn vậy khách không thích đâu. Dạ. Làm đi. Dạ. Trung. Ủa, có chuyện gì? À không có gì. Tôi tính hỏi ông là có phải ông cho nhân viên điều chỉnh gian hàng đó tính nhập sản phẩm của Hoàng Khang hay không vậy? Tôi đang thử nghiệm trước khi đưa ra quyết định chính thức. Dự án lần này hợp tác với Hoàng Khang phải đầu tư một khoản khá lớn cho nên tôi có chút e dè. Nhưng mà ông làm như vậy liệu có bị tác dụng ngược hay không? Ông ta sẽ nghĩ mình quá e dè với lại không muốn hợp tác với ông. Ông đừng có lo. Tôi đã trao đổi trước với chú Khang rồi. Nhưng vì gặp một chút sự cố cho nên cho tới bây giờ hàng vẫn chưa về tới siêu thị đó thôi. Vậy à? À còn nữa nè. Là bây giờ chúng ta chưa có khu riêng biệt đó. Cho nên là chắc chắn phải nhập cái hệ thống khử mùi rồi đó. Như vậy sẽ tốn kém lắm đó không? Tạm thời thì mình chưa cần đến nó. Với lại hàng thử nghiệm không nhiều, mà chủ yếu là mực một nắng đóng gói, cho nên không sợ bốc mùi đâu, đừng có lo. Hay quá, ông đúng là số 1. Đi. Tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Dạ, anh cứ nói. Tôi muốn cậu tìm hiểu về thằng Trung và siêu thị của nó. Anh nên làm gì? Cũng không có gì. Chẳng qua tôi đang lo về sự cố mực một nắng. Về cái sự cố đó đó hả? Nói chung công ty của mình thất thoát một số tiền rất là lớn. Bởi vì sao? Chú Khang tính hủy toàn bộ số hàng đó thay vì mình có thể chế biến lại được. Cậu khoan hãy liên hệ với bên chế biến thức ăn gia súc. Cậu nhanh chóng chuyển số hàng đó đến siêu thị mini thành phố. Ý của anh là cháu mời chú. Chị Sáu đâu mà cô làm việc này? Dạ, chị Sáu từ bữa dưới quê lên á, chị bệnh cho nên bữa nay cháu làm giùm chị bữa sáng. Cô chỉ là cô giáo của bé Sứa, mấy việc này không cần cô làm đâu. Dạ, cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi chú, cháu tình nguyện mà.
chuẩn bị chỉ có một phần cho tôi thôi sao? Dạ, anh Danh ảnh nói là ảnh có việc bận cho nên ảnh đi từ sớm. Anh Hải cũng đi rồi, chị Khanh chị cũng có việc cho nên... mà đi đâu mất rồi ta ha. Sứ ơi, Sứ à, à bắt được Sứ rồi. Sứ thua con rồi nghe chưa, bị phạt nghe chưa. Em phải cắt hột lựu vậy nè, bé Sứ rất là thích, sang nhiều hơn á. Dạ em biết rồi. Cái này là của chị Khanh mà, sao giờ lại nằm ở đây? Không lẽ... Không thể nào. Sứa, con lấy cái lắc này của mẹ Khanh ra chơi đúng không? Không. Tới đó. Chào con. Chào chị. Ngọc Hoa, mẹ tới đón kìa. Chào con. Chào con. Minh Trang. Ừ, bye bye con. Dạ. Chào chị. Ủa, bé My, tới đây con. Sao con buồn quá vậy? Hả? Ba Thịnh tới đón trễ, cho nên con giận ba Thịnh hả? Dạ con phải vậy. Mà con không muốn về nhà ba Thịnh nữa đâu. Tại sao? Tại vì ở nhà ba Thịnh bà nội rất khó, bà nội ghét con, nên bà ấy nhìn con sợ lắm. Ồ, thì ra là vậy. Người lớn thường hay nghiêm khắc với con nít nè. Tại vì người lớn muốn con nít ngoan ngoãn, nghe lời. Bà nội thương bé My, bà nội muốn bé My là bé ngoan, cho nên bà nội mới nghiêm khắc với bé My thôi. Chứ bà nội thương con lắm, không có ghét con đâu, biết không? Thật vậy hả con? Thật chứ, cho nên là bé My không có được nghĩ như vậy nha không? Không có được buồn nha không? Dạ. Vậy thì cười lên cho cô coi cái nào. Cười. Màng lắm. Ừ. Rồi, đeo cặp vô nha, để ba Thịnh tới đó. Lô hàng nhập về lần này nè, toàn là hàng chất lượng không, giải tốt nè, với lại thiết kế cũng trẻ trung nữa đó bà. Chứ sao, đợt hàng lần này á là do chính tay tôi lựa chọn nhập về mà. Dạ, tất cả là nhờ công của bà đó, được chưa? Ừ. Ê, ông giúp tôi kiểm hết số hàng này được không? Tôi phải về sớm đi mua chút thức ăn. Hôm nay tôi hứa là sẽ nấu súp cho mẹ anh Trung ăn rồi. Rồi, hôm nay đảm đang quá ta. Bà tính làm vợ Thảo dâu hiền hả? Không được sao, tôi với anh Trung vốn trời sinh một đôi mà. Bà đúng là biết nắm bắt cơ hội ha. Nè nè, nói cái kiểu đó nữa, tôi mới coi ông là bạn đâu nha. Ôi chết, nhưng mà thôi đi, cái này tôi không giúp bà được đâu. Tôi phải về sớm đón con gái của tôi nữa. Ờ, thì khi không có con mọn, mong sao bà Ngọc mau về sớm thôi. Ai biểu ông cứ lo làm mấy chuyện tào lao đó làm chi? Thì đúng rồi, tôi không có máu lạnh như bà.
Có vẻ mối quan hệ giữa chị Khanh và anh Hải là không bình thường. Chị mới về. Bé Sứ đâu rồi em? Dạ, bé Sứ đang ngủ trên phòng đó chị. À, chị Khanh, có chuyện gì không em? Có dạ. Chuyện gì em đừng nói gì là em xin nghỉ nha. Em phải lại giúp chị chứ. Dạ không phải. Ở đâu có gì? Thôi đi, em không tin đâu. Anh vui vậy nè, làm sao mà nhớ đến em được. Thiệt không đó? Anh ơi. Ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Cho chị vô quá. Anh ơi, chuyện gì xảy ra bên nhà vậy anh? Đã có án mạng xảy ra, hiện lực lượng chức năng đang giải quyết ở bên trong, chị không được vào. Thạch Lan cánh hoa mộng manh, vươn mình trong sỏi đá khô cằn. Dù bao nghiệt ngã vây quanh, cánh hoa mềm vẫn mãi tỏa hương. Ngày hôm qua em vẫn thơ ngây, mà hôm nay vương đắng cay. Đời cuốn xoay những trái ngang, đưa em về nơi đâu. Ôi nát tan, ôi xôn xao, ôi thân em bẽ bàng. Dòng đời bao ngang trái, tiếng yêu thương lỡ làng. Nỗi oan em thầm mang, em bước đi trong gió mưa như hoa thạch lan ươm mình trong sương gió. Rồi ngày mai thức giấc, tiếng yêu thương nhẹ lay, tia nắng ấm ban mai sưởi ấm em. Qua đêm dài.